45. Quái vật robot ông số hiệu ZX100 cấp 21 tôi chốc bạch ngương. Quái vật robot hỏa tiễn kiếu nhị DES cấp 21 tôi chốc bạch ngương. Quái vật vô kỵ binh BT-200 cấp 22 tôi chốc bạch ngương. Vương Hiên mới cấp 19 mà cấp bậc của những con robot này đã đều là tầm cấp 21 đến 22. Viện trưởng Trình, xem ra đại học thanh kinh của các người cũng có chi dấu ác chủ bài đấy. Đương nhiên rồi. Vương Hiên sở hữu thiên phú cơ giới chi tâm X cộng, có thể chế tạo ra robot cao hơn cấp của bản thân. Thiên phú cấp X cộng, thì ra là như vậy, thắng lợi của trận đấu đồn thể này phải xem hai người các bộ họ rồi. Chiến thuật nhân hải của cơ giới sư sao? Để cho tôi xem thử chiến thuật nhân hải này của cậu có bao nhiêu được cường độ. Vậy mà dám trực tiếp xông vào đại quân cơ giới của tôi, tìm chết ư? Song tử tâm thuận. Đi. Thánh quân thập tự. Chết tiệt, người máy của tôi là dùng vật liệu phòng lửa, vậy mà cũng không thể chống lại được. Loại robot ở cấp bậc này tôi cũng có. Tôi không tin tinh thần lực của cậu không bị cản kịp. Xong lên cho tôi. Vương Hiên tuyệt đối là không thể ngờ được. Ai nghĩ cái sở trường ứng phó trong trường hợp này. Thời gian vừa đủ. Thần thánh phong bạo. Lại là kỹ năng khủng bố đó. Mau rút thôi. Máy 74 mất đi liên kết. Chỉ vừa mới bắt đầu đã tổn thất 1/3 rồi, đáng ghét thật. Xem ra chiến thuật nhân hỏi không có tác dụng với hắn. Hết cách rồi, chỉ có tác dụng áp chung bài cuối cùng rồi. Ra ngồi đi, hắc ít. Tài quyết giả. HT, HX, tôi quyết giả, hợp thở. Kiểm tra thấy nơi này chịu hạn chế, khẩn cấp bắt thân cấp cao độ lập trường phòng ngữ. Như vậy thì đúng là quá khô trương rồi đó. Trường đại học và cao đẳng toàn quốc lần đầu tiên xuất hiện tàu và có máy móc ở cấp bậc sử thi. Quái vật HX, tôi quyết giả cấp 23 tư chất sở thi. Tận sinh của khó này đều là yêu nghiệt. Tôi quyết giả của anh hiện đã xuất hiện rồi. Các người lần này là thua chắc rồi. Anh chưa nghĩ sẽ không thua đâu. Còn nữa sao? Hà tất gì phải làm vậy? Chú nghĩ, trước tiên đã cho cậu mở mang tầm mắt hỏa lực mạnh của tài quyết giả này. Đáng hỏa lực chi phụ, không thể đánh chính diện được. Có thể có chút mới mẻ nào hay không? Nguy hiểm thật đó. Chạy trốn đi, chạy trốn đi. Lần này thì cậu không còn đường để chạy nữa rồi, đúng không?